Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là sẵn tiệc là sinh nhật của con mình á, cho nên là mình sẽ làm vài món ha. Thì mình sẽ làm như là trước tiên là mình sẽ nấu một món súp nè, như là cái này là súp gà ha. Là mình đi vô siêu thị là mình mua mấy cái bọng gà các bạn. Mình mua về cái mình cũng rửa sạch sẽ ha. Còn một hồi là mình sẽ rỉa cái phần thịt này ra, đặng mình xé sợi như mình sẽ làm súp ha. Với lại tép. Tép này thì mình mua là nửa ký tép, tép này là tép bạc. Với lại một trái bắp, hai củ cà rốt, hai cái trứng gà, 20 cái trứng cút. Với lại dài cục núm đông cô nè các bạn. Này là dạng là núm hương ha. Mình mua mấy cái núm nhỏ nhỏ thì ăn thì nó sẽ ngon, nó sẽ ngọt hơn đó các bạn. Còn cái phần gia vị thì mình sử dụng nè, một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm, hạt cà no các bạn, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt ha. Thì bây giờ trước tiên là mình sẽ đem cái phần gà này xuống, mình sẽ làm cái phần nước súp trước nha. Bây giờ cái nồi nước là mình cũng đã bắt lên rồi nè, thì mình sẽ cho cái phần gà vô. Mình không có cần mà đợi cái phần nước sôi gì hết trơn nha các bạn. Mình cứ việc mình để cái nước lạnh như vậy nè, mình hầm như vậy cho nó lẹ, nó sẽ mau mềm hơn, sẽ mau ra nước ngọt hơn á. Bạn thấy chứ bọng gà chứ, nhưng mà cái phần nạc nè cũng nhiều lắm ha. Mình sẽ cho hết vào. Rồi là mình sẽ canh, mình vớt cái phần bọt. Còn cái phần gia vị nè, mình sẽ cho hết luôn nha. Bạn cho cái phần gia vị á, nó sẽ thấm vô trong cái phần thịt gà thì nó sẽ ngon ha. Rồi cái phần nước bên đây đã sôi ha, thì mình sẽ cho tép vào. Rồi mình luộc. Bây giờ là mình sẽ luộc tép cho chín chín ha. Rồi mình sẽ lột. Tép á là mình luộc cho nó chín chín nha các bạn. Rồi bây giờ cái phần tép chín này nè, thì bây giờ mình sẽ tắt lửa ha. Mình sẽ vớt cái phần tép ra, rồi mình chờ nguội, đặng một hồi mình lột cho nó dễ nha. Còn cái phần nước này á thì mình sẽ bỏ nha. Tiếp theo là mình sẽ cắt cái phần cà rốt ha. Mình cắt cà rốt đó, mình sẽ cắt hạt lựu nha các bạn. Khi mà mình để vô trong súp đó, thì lại cho có cái màu cho nó đẹp. Mình sẽ xắt nhỏ lại ha. Ví dụ như nếu mà các bạn mà thích á, ăn mà sắc sợi á, thì mình sẽ sắc sợi. Còn không thì mình sẽ sắc hạt lựu như vậy cũng vẫn được nha, tùy theo sở thích của các bạn ha. Còn giờ cái phần bắp á, thì mình sẽ tách ra như vậy nè các bạn. Mình sẽ lấy nguyên một hạt ha. Bạn mình để vô trong cái phần súp á, thì nó sẽ ngon ha. Một hồi cà rốt á thì mình sẽ cắt sau. Mình sẽ làm như cái gầy nè, cho các bạn thấy á, làm như thế nào nó dễ vậy đó. Giờ mình cứ việc mình cắt cho đến hết cái phần trái bắp thôi. Còn không mình dùng tay á, mình cắt nó cũng lẹ hơn. Nhưng mình dùng tay mình cắt như vậy nè, như một hạt như vậy nè, nó sẽ lẹ hơn, đúng không? À, bây giờ mình sẽ luộc cái phần trứng cút nè. Rồi mình sẽ cho vô một tí xíu muối ha. Bạn cho cái phần trứng cút á, dễ nó sẽ dễ lột hơn các bạn. Mình luộc cái hộp trứng cút như vậy này cho nó chín ha. Khi mà cái nồi súp mình chín rồi á, mình sẽ thả vô trong cái nồi súp á, cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Như cái nồi súp nè, nãy giờ là mình thấy nè, nó đã sôi ha. Mình sẽ vớt cái phần bọt nha. Cái cùi bắp hồi nãy nè, mình cũng đã để vô nè, đặng cho mình lấy cái phần nước ngọt á. Rồi bây giờ là mình hầm cho cái phần gà này nó mềm ha, rồi mình sẽ vớt ra. Và cái phần gà đã mềm rồi nè các bạn, thì mình sẽ gắp ra ha. Gắp
sẽ cho nguội tí xíu và mình sẽ xé cái phần thịt gà ra. Luôn nha. Và cái phần gà nguội rồi nè, bây giờ mình sẽ xé mình lấy cái phần thịt ra ha. Như gà mình xé cũng nhỏ nhỏ thôi. Như mình xé cũng như là cho nó có từng sợi với các bạn, không có cần mình diễn quá nha, cũng vừa vừa thôi, nó hơi mềm, mình xem mình hầm nó hơi mềm. Phần gà này là mình mua ở trong siêu thị, là cái bọng đó các bạn, cho nên là mình tận dụng lại. Thịt đó thì nó cũng có chứ không phải là không có, kiểu như là mình lấy như đây cái phần nước ngọt nè, còn cái phần thịt đó thì mình ăn luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho củ cà rốt với bắp nè, mình sẽ cho vào đây hết ha, mình hành cho cái phần bắp với lại củ cà rốt đó cho nó chín á. Đây là nấm nấm đôi cô cho ra luôn, đặng mình lấy cho cái phần nước ngọt á, ba cái rau củ như vậy nè, nó ngọt nó sẽ ngon hơn ha. Mình đã bắt cái chảo lên rồi ha, giờ sẽ cho cái phần tỏi vô, mình xào cái phần xé cái phần tỏi cho nó thơm, mình sẽ để cái phần thịt vô nha. Cho cái phần thịt gà vô luôn. Mình cho một ít hạt cà no nha. Mình nấu thì mình cũng phải nêm nếm lại nha các bạn, tùy theo sở thích của nhà mình á. Mình làm cái phần thịt như vậy nè cho nó sẽ thơm hơn. Giờ các phần thịt của mình được rồi ha, là mình sẽ cắt tiếp luôn. Rồi mình sẽ cho cái phần nước nè vô trong cái phần bột năng ha, rồi mình sẽ quậy cho đều ra, quậy cái phần bột á cho nó đều ra, rồi mình sẽ cho vô trong cái phần nước súp nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần bột vô nè, cho vô là mình cũng vừa cho mình vừa khuấy nha các bạn. Giúp cho cái phần súp mình nó sẽ có độ sánh nha. Mình sẽ cho cái phần thịt gà vô luôn. Bây giờ mình sẽ đặt cái phần hộp gà ha, mình
sẽ cho vô trong cái chén, mình sẽ cho hết hai cái nha, hai cái hộp gà. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh lên. Rồi bây giờ mình cũng cho cái phần hộp gà vô. Cho hộp gà vô mình cũng vừa cho mình vừa quậy nha. Như các bạn thấy nè, lên cái nồi súp mình lên nó rất là đẹp ha. Nè là có màu đỏ nè, màu vàng nè, và thêm cái nấm đông cô nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần tép với trứng cút vô nữa là xong đó các bạn. Bây giờ cái phần cái nước súp của mình nè xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho cái phần tép vô, mình cho trứng cút vô luôn ha. Có tép ha, có thêm trứng cút nữa. Cái nồi súp này rất là ngon ha. Và bây giờ mình sẽ tắt bếp. Bây giờ mình sẽ làm thêm một món nữa là làm gà rán nha các bạn.